Và các bạn đến kênh Xem Cách 24 giờ. Quay độ siêu khủng với cái dàn đồ chơi cực kỳ bá cháy cùng rất nhiều trang bị Titan độc đáo. Trước xu thế là ưa chuộng những mẫu xe mới như này, việc những mẫu xe cũ như là quay để được chú ý nhiều hơn di chuyển ở trên phố thì buộc lòng những chủ xe phải dọn em nó bằng loạt món đồ chơi hàng khủng, điển hình thay đổi tay thắng, hệ thống treo và phanh điển vân. Cùng chúng tôi chiêm ngưỡng em nó, một cái chú quay được trang bị nâng cấp hàng loạt món đồ chơi giá trị. Kiểm soát hành trình phanh trước giúp em nó ổn định đầu xe và bóp thắng cái cảm giác êm ái hơn. Thì chủ nhân đã dùng là cụm tay thắng Distive, thương hiệu đồ chơi đến tình bản có mức giá thành là 7 triệu đồng. Bên cạnh những yếu tố nói trên thì chất liệu tay cũng được làm bằng nhôm nguyên khối, hoàn toàn với cái ốc gió trực tiếp trên cái cụm, giúp người dùng lấy gió canh dầu nhanh hơn. Nói về những điểm mới lạ trên xe, phải kể đến cái bộ ba ga Titan ở phía trước, cho chủ xe được làm gia công riêng cho cái chiếc xe cưng của mình, hoàn toàn chưa thấy trên bất kỳ những mẫu quay độ nào. Với hình dáng là mới lạ, với những đường nét như là tổ ong, hứa hẹn đây là một phong cách Titan mới cho phiên bản 2019. Xe không thiên về mặt tốc độ, nhưng chủ xe vẫn trang bị cho lực Matris kẹp sườn với ti vàng được lãm, kết hợp cùng 16 nấc tăng chỉnh nặng nhẹ để chủ xe dễ dàng kiểm soát đầu xe chạy độ cao, đặc biệt là trong những con đường thẳng. Thứ mà ta đang ngắm chính là cái cần đặt máy của Takegawa, chính hãng nhập từ Nhật Bản. Thương hiệu này rất nổi tiếng ở khắp thế giới bởi cái cục máy của xe mini do họ sản xuất có sức mạnh như một cái chiến cơ lợt hủy diệt. Ngoài ra còn có cổ bô Titan chống hoen rỉ, giảm nhiệt lực cực nhanh. Do màu sắc đẹp hơn so sánh với cái cổ sắt hoặc inox anh em hãy dùng. Nhìn xuống cái dàn chân trước thấy được em nó, một góc ảnh quen thuộc với Hell's được dùng với cái đầu nối bằng CC và bộ nhắc dầu sau ly cho phép người dùng có thể tháo heo ra mà dầu không bị rò rỉ hay là canh dầu lại vân. Đi kèm với đó là bộ dầu này là heo dầu Brembo hay bít xứng để bắt và bề mặt ngoài được làm bằng chất liệu là cao cấp, được CNC tinh tế cho trọng lượng nhẹ hơn, chịu nhiệt độ và ma sát rất cao. Chưa kể đến là cái đĩa của Brembo 250mm từ Ý được bắt vào đùm trước thông qua các lòng CNC. Có cái tổng chiều cao là 330mm, phuộc Honda phù hợp với rất nhiều dòng xe dụng là phuộc đo phía sau, có kích thước ti và lò xo lớn hơn zin rất nhiều, nên buộc lòng khi lắp vào xe cái dàn áo phải cắt khoét nhẹ một tí xíu để không cả chè cái lò xo khi lắp vào. Cản sau được làm bằng chất liệu Titan cho em nó là sáng bóng hơn và lạ mắt hơn khi nhìn từ phía sau của con quay độ. Và còn đây góc ảnh tổng thể em nó được lên hàng tá món đồ chơi kể trên. Quay 50 độ cực kỳ đẹp cùng với bộ cánh là siêu nhân bạc, thiết kế nhỏ gọn, giá rẻ, tiết kiệm điệu, chỉ có 50C. Loại xe không cần lái phù hợp với những bạn học sinh, sinh viên. Mang ngoại hình là giống như một cái chiếc Honda Quay của nhà Honda Việt Nam. Tuy nhiên xe chỉ có 50C, nhưng chủ nhân em nó đã trao chuốt cho chiếc xe cưng của mình, không kém gì những người đàn anh chính hãng. Khoác cho mình bộ cánh bạc kết hợp cùng phong cách tem 110C, kết hợp cùng một loạt món đồ chơi hàng khủng đầy táo bạo làm cho em nó thêm phong cách. Dù chỉ là xe 50C, nhưng chủ nhân của nó cũng đã trang bị cụm đầu tóc domino dùng để cút ngắn hành trình ga cho xe bay nhanh hơn. Nhưng theo mình thì xe 50cc thì chắc chủ nhân của nó chỉ muốn lắp làm kiển là chính, bỏ đi cụm công tắc dời hết những cái chức năng vào cụm handbrake nằm ở bên trái, giúp cho xe tích hợp rất nhiều nút, chủ xe tha hồ chở cháu. Sử dụng cái đồng hồ Koso ASM để hiện được cái sự hiện đại cho chiếc xe. Tuy nhiên vì đây đồng hồ đồ chơi nên lắp vào xe, chủ nhân của nó phải bỏ thêm kinh phí để minh lại dây điện cũng như chế lại cái phần vỏ cổ khoảng từ 300 đến 400k. Tuy nhiên cái mẫu AXN là không hề có báo số nên lắp rời bên ngoài. Nhìn xuống cái dàn chân trước thấy được góc ảnh của dây dầu Morin được trang trí bằng ngắt dầu CNC kết nối vào cái mẫu heo dầu Cremobit hay bít xứng là cái đĩa Cafer KTM chính hãng. Hai món đồ chơi này không dành cho dòng phân khối nhỏ nên chủ xe phải chi thêm kinh phí để CNC một cái khoác heo riêng và đất lòng rời bên ngoài để tháo lắp dễ dàng hơn, tạo một cái màu cho cái dàn chân trước bằng dàn ốc cốt Titan. Cái cổ bô cũng được làm bằng chất liệu Titan để chống cái tình trạng hoen rỉ và giảm trọng lượng chiếc xe. Bên cạnh đó còn có một màu sắc rất đẹp, giảm nhiệt cũng nhanh hơn so với những loại sắt hay inox mà anh em thường dùng. Không chỉ có riêng cái cổ bô mà những chi tiết ở dàn ốc độ thắng ở phía sau tán đều được làm bằng chất liệu titanium. Hệ thống chơi sao cũng được trang bị phuộc nai vàng đến từ Thái Lan. Mẫu phuộc này đã quá quen thuộc với anh em chơi xe ở Việt Nam, nhất là những tín đồ của dòng quay rim. Không quên kể đến cái dàn chân để dùng cái nền nhôm Comstar giúp cho xe được giảm trọng lượng đáng để di chuyển linh hoạt ở trong đường phố. Biển số nói lên được chiếc xe cưng. Cảm ơn các bạn theo dõi này là cái tiếp, nhớ like subscribe.